mỗi đội 4 thành viên và 3 sẽ thi đấu cho hai đội luôn. Các thành viên chỉ dùng bằng đầu tưng bóng qua cho nhau, đưa nhiều bóng vào lưới hơn được 2 huy hiệu, còn lại được 1 huy hiệu. Số lần rớt xuống đất ít hơn được 1 huy hiệu nữa. Nhiệm vụ thứ 5 được mang tên là gấp kẹo. Bây giờ là đấu đối kháng nhau. Được một, ba, cộng với hai anh cả, mỗi người ngậm một cái ly, dùng đũa dài gấp kẹo cho vào ly. Ly ai nhiều kẹo hơn được 2 huy hiệu, ít hơn được 1 huy hiệu. Và đặc biệt, ai chơi trò này thắng 3 sẽ có thêm 1 huy hiệu nữa. 3 mà bị thua là sẽ bị phạt hình phạt kinh dị lắm. Lượt thứ hai, anh chị ba mỗi người ngậm một cái ly, dùng đũa dài gấp kẹo cho vào ly. Ly ai nhiều kẹo hơn được 2 huy hiệu, ít hơn 1 huy hiệu. Lượt thứ 3, 21, đấu lần lượt tính thời gian, mỗi bé có 10 viên kẹo, ba sẽ gặp một cái ly. Bé út gấp kẹo vào ly ba, hết giờ ai gấp nhiều hơn sẽ được 2 hiệu, ít hơn được 1 hiệu. Trời khó vậy. Được chưa, thời gian, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, nhìn lên, một lần gấp nhìn lên. Ôi em đi ra. Ôi, bỏ vô cho anh, bỏ vô cho anh. Cố lên, cố lên, yes. Cái. Cố lên, cố lên, yes. Cái. Là bấm cái chuông. Yes. Anh cứ bình tĩnh không cần vội đâu. Còn 1 phút nữa. Đừng khóc lên luôn á. Trước thì bấm chuông cho nó dễ thấy. Còn 30 giây nữa. Được không anh Khang? Cò lên, cò lên, cò lên, cò lên. 15 giây. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, bên kia quá trời luôn. Cái đũa gì mà gấp nó không có dính vô gì hết trơn. Đây, bây giờ đầu tiên là số kẹo của ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ghê vậy, sở thú quá trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 3 cái, 3 cái. Ba xong đi, con là biết luôn hả? Bây giờ, Gia Kim là chiến thắng, ba hạng nhì, Minh Khang hạng ba. Đặt chân được 1 điều. Hôm nay anh tỏa sáng dữ anh Kim. 3, 2, 1, bắt đầu. Xào. Xào. Chỉnh đũa lại, chỉnh đũa lại. Đó, cứ gấp bình thường lên, đó thấy không? Một viên, con viên, con viên. Thank you.
Rồi, em từ từ, đừng. Khoan ăn, khoan ăn. Cái ăn hoài hết luôn. Ê, cẩn thận. Five yen. Six yen. Nine yen. Mấy cái rủi này cũng khó trả thiệt quá. Không cưng. Không cưng. Thiên viên, thiên viên. Thiên viên, thiên viên. Lớn lòng có tính nha. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. 13 viên. 13 viên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19. 19 viên. Wow. Nhưng ba chề bỏ vô hết 15 viên rồi. Chị Chi, Hàm My được có 4 viên thôi. Nãy được mấy viên? 17. 13 viên. 13 viên cho nên là Belly rồi chiến thắng được một huy hiệu nữa. Rồi bây giờ tới Hoàng Long thả hơn nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Em tôi giỏi chưa? Hay vậy? Ê, từ nãy giờ tính luôn hả? Không tính. Trời ơi, Hoàng Long nãy giờ kìa trời. Cái bên này chưa đàng hoàng không? Bỏ cuộc khác rồi. Rồi. Bỏ cuộc em. Yes. Em gom lại một chỗ em. Ghê vậy. Yeah. Hai viên. 4 viên. 4 viên. Nè, dùm tay nè. Dùm tay nè. Ê, em đừng quan tâm đến mấy người khác. Em cứ tập trung vô mình đi. 5 viên. 5 viên. Yes, giỏi quá. Nó lắp đúng giỏi luôn trời. Long. Ai giữ, ai đó giữ tay Long lại đi. Thôi, ai giữ tay nó không chơi được đâu. Rồi, gì khác đi, gì khác đi. 10, 9. Từ từ, bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh thôi. Tiếp. Hết giờ. Rồi. Màu xanh là của Hoàng Long. Màu vàng là của Hân đúng không chưa? 1, 1, 4, 4. 11, 11, 12, 13, 14. Cả hơn 14 viên kẹo. Cả hơn giỏi ghê. Cả hơn 14 viên kẹo. Long được 11 viên kẹo nhưng hai cái dùng tay là còn 9 viên kẹo. Bây giờ Misa Khan giành chiến thắng trong cuộc thi gấp kẹo này. Rồi, trong phần thi gấp kẹo này thì đội của Gia Khiêm giành chiến thắng được 3 huy hiệu, mà Minh Khang cho được 1 huy hiệu. Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ được mang tên nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Nhiệm vụ là dắt tay nhau đi mua đồ ăn. Trong thời gian nhanh nhất, mua đúng đồ ăn ba yêu cầu. Sẽ có câu đố cho từng món ăn. Tìm được món nào sẽ nhận được câu đố cho món tiếp theo. Yêu cầu là các thành viên phải nối đuôi nhau và hai thành viên sẽ bị bịt mắt. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi mua đồ ăn. Đi. Bây giờ anh với em bịt mắt nè. Thôi, em không thích bịt mắt. Vậy là thua. Em bịt mắt nhiều lần thua là mình không được ăn gà rán. Chơi bịt mắt. Vậy em thích ăn cái gì nữa? Gà rán quá, phô cô mai. Đây, mắt vô nè. Em muốn dòm để em tự, để em lựa chọn chứ. Rồi, bây giờ Hoàng Long với Hà My bịt mắt. Thôi, con không thích bịt mắt. Hoàng Long với Hà My bịt mắt. Thôi, bên đây em muốn bịt mắt nè. Em muốn bịt mắt với anh hai bịt mắt rồi, Hà My. Rồi, bịt mắt cho em. Con thích màu xám chứ con thích màu hồng. Rồi bây giờ, món đầu tiên sẽ là món bánh gì sống ở ao cùng với lại rong rêu. Em để hai tay đằng trước để em dò. Hồng bị té nè. Mà phải xíu, phải xíu. Em dò đi. Rồi. Xem trái, có trái, bị trái, sao trái. Trái. Đi thẳng. Bánh gì đi với rong rêu? Là bánh gì?
Nó nhìn bông đi với bông rêu. Quẹo phải, quẹo phải. Rồi đi thẳng luôn. Bánh gì trên nước ta? Bánh bèo hả? Bánh bèo trên nước. Bánh bèo đi, bánh bèo. Rồi, ê, ê, đứng lại. Quẹo phải, tí xíu thôi. Rồi đi thẳng. Rồi đi qua trái luôn, đi qua trái luôn. Dạ. Rồi đi thẳng, đi thẳng. Cầm tay anh. Từ từ nha, đang xuống bậc thang á, xuống bậc thang á. Ê, bám vô, rớt một cái. Đi từ từ. Sợ quá à. Ê, sợ. Cô ơi, cô dắt mấy em xuống thì coi được không cô? À, đi xuống này, đi xuống nè, từ từ cô xuống, dắt xuống nè. 3 bước, 4 bước, 5 bước, 6 bước, 7 bước, hết bước. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nhiều. Bánh gì đi với rong rêu hả? Bánh rong biển. Rồi. Anh xíu sắp tới cầu thang rồi. Rồi đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng lại, đứng lại. Anh đi xuống rồi. Anh bước từ từ xuống nha. Ê, anh đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đi, đi cẩn thận xuống. Bước xuống, bước xuống, bước xuống. Giỏi, giỏi. Quay trái, quay trái. Bánh bèo ở đâu ta? Bánh bèo bán ở đâu vậy trời? Quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải. Phải, quẹo phải, quẹo phải. Đứng yên, đứng yên, quẹo phải. Đi lên cỡ 10 bước. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Chú ơi, cho con hỏi ở đây có cái chỗ nào bán bánh bèo không chú? Bán bánh bèo á. Bánh bèo ơi. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, ok. Đi thẳng tiếp, đi thẳng tiếp. Xịt qua đây xíu. Rồi. Không có, không có. Cô, ở chỗ nào có bánh bèo không cô? Bánh bèo hả con? Dạ. Đi phương ta, đi thẳng rồi quẹo. Đi thẳng rồi quẹo. Ừ. Chạy, 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 dừng lại, dừng lại, tới quán rồi, tới quán rồi, tới quán rồi, tới đi, đi tiến lên. Ok, 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 ok. Cô ơi, chú ơi, chú có bánh bèo không chú? Cho con một phần bánh bèo 55.000 nè. Dạ. Đảm vô, trừ điểm vậy. Cái này là cái menu á, em đang sợ vô là cái menu á. Cái menu hả? Ừ, cái menu đó. Thôi vậy còn cái này là gì vậy? Thôi đừng, đừng, đừng chạm người ta, cái vỏ người ta. Bây giờ anh ra không nhớ mình về. Một, hai rồi quay qua trái. Trời ơi. Ê, gì vậy? Quay qua đây. Gì vậy? Đi đi. Mắc sợ quá hả? Không sao, không sao, không sao. Ờ đi 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 đi. Coi chừng, coi chừng, coi chừng nóng, coi chừng nóng. Gì vậy, gì vậy? Quẹo này, quẹo qua đây, quẹo qua đây. Quẹo đây là đâu? Quẹo phải rồi. Đi. 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 Chú làm nhanh nhanh nha chú. Cô. Dạ, cô làm cô gắng nhanh nhanh nha. Tụi con mới về nhanh tụi con mới thắng. Cái gì? Tụi con phải về nhanh tụi con mới thắng. Đúng rồi, phải về nhanh mới thắng chứ. Em tưởng anh Ben nói về nhà. Ý, mà con mang về. Mà bây giờ cầm sao? Trời ơi, cầm luôn nước mắm luôn hả? Trời ơi, sợ rớt quá hả? Không sao. Ê, đâu, 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 đâu. Không có sao hết á. Nó thì hay lắm ha, mà cầm bị đổ. Nó thì hay lắm ha, mà cầm bị đổ. Rồi, xì tóc. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Quay qua thẳng. Trái. Cô ơi, cho con cái bánh bèo. Cô ơi, cho con một cái bánh bèo. Hai tay nha, muốn tưởng ý. Mọi người, cho qua, cho qua, cho qua. Lẹ đi cô ơi, cô ơi, lẹ đi cô ơi. Má hồi mình phải đi nhanh lên. Cho qua, cho qua đi. Cho qua, cho qua, cho qua. Cho qua đi. Cho qua đi. Thơm quá à, ngon quá à. Thơm không? Thơm. Ê, Billy, em đi, em đi thẳng đi em đừng đi vẹo, anh sợ. Ê, cẩn thận nha, bước lên, bước một bước. Rồi, cẩn thận nha. Cầm bánh bèo bằng hoàng. Dạ, cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú ơi. Thôi, rẽ qua bên đây, rẽ qua bên đây. Rồi, thẳng luôn gần tới rồi. Đúng rồi, cầm đó. Rồi, Long, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng. Mà tỏ nước mắm luôn. Nước mắm được chưa? Ai, đứng yên. Quay qua trái xíu. Ờ, mình vô nhà đúng không? Ấy được trái xíu, ấy không, anh đứng yên, anh quay thôi chứ anh đừng có đi. Quay qua trái. Trái nữa. Nữa luôn. Nữa. Qua bên trái xíu, bước qua trái một bước.
ôm sát anh vô. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, coi đừng rớt bánh đó nha. Đi. Rớt bánh một cái là tiêu rồi. Ê, từ stop. Chuẩn bị tới cầu thang, đứng lại. Dò từng bước lên. Lên, rồi. Ok. Dò từng bước, dò. Đúng rồi, đứng lên. Rồi. Dạ đúng rồi, hết rồi. Cho qua nước sôi. Nước sôi. Nước sôi, dầu sôi. Đâm nước cột, đâm nước cột, lộn thôi, đâm lên. Cái đó cái bàn, không phải. Bàn trên. Các con của ta. Ê, bình tĩnh. Ba rứt rồi. Bỏ xuống. Tại sao biết bánh bèo hay vậy? Dạ đi mua. Mua mới biết đúng không? Đâu, để mình thử một phải bánh bèo không mới được. Ôi ba, con đốt chút nha ba. À gì không ăn phải không? Vô luôn. Đeo vô lẹ, thôi đừng có ăn. Tí nữa ăn đâu cũng chết đâu. Bánh tiếp theo. Bánh gì không mỏng của chàng Lan Liêu? Cái gì? Bánh gì không lỏng của lỏng? Bánh gì không mỏng của chàng Lan Liêu? Bánh mỏng hả? Bánh gì vậy? Thiệt cuộc sống thì anh chưa bao giờ thấy đi quay mà sung sướng vậy này. Ước gì lúc nào quay cũng được vậy. Đạt ơi, bữa nay cảm ơn anh nha. Nhờ anh không tới mà em được sung sướng. Tự nhiên bây giờ ngồi không có mấy đứa con đi mua bánh cho ăn. Thôi làm chén bánh bèo nhèo cái coi. Thôi phải, ừ. Đi luôn. Nhanh. Ê, xe ra. Vậy. Rồi, đi, cứ đi. Đường thoáng. Rồi, qua đây xíu. Ở đâu, ở trái. Rồi, đi thẳng. Đi thẳng luôn. Sắp tới nơi rồi. Anh như là một người mù luôn á. Bánh gì không mỏng của chàng Lan Lương là bánh gì chú? Bánh gì ta? Ê, hỏi mọi người ơi. Chú, mọi biết bánh gì không mỏng của chàng Lan Lương chú? Không biết hả? Kì vậy? Thôi đi hỏi mấy tiệm bánh á. Ôi, cẩn thận. Ê, stop. Trái nữa. Rồi đi. Trái hoài. Rồi, ơi, đừng quên. Bước qua phải một bước. Rồi đi. Tới rồi đó. Lên. Xong. Rồi, chính xác. Đây là bánh bèo. Trời là trời. Ăn con. Đây mà đúng con một chén. Đội ta đi hết trơn đó con. Ôi, anh chỉ đường nha. Ok. Thôi em ở lại đi. Không, con phải đi nữa. Chút xíu về ăn tiếp. Lẹ đi kìa. Nè. Từ, ta đang ăn mà. Rồi, món tiếp theo. Bánh gì không mỏng của chàng Lan Liêu? Bánh tét hả? Rồi, cứ đi thẳng, rẽ trái. Đúng rồi. Ngon. Bánh gì không mỏng của chàng Lan Liêu là bánh gì? Dày. Bánh dày hả? Cô, bánh dày ở đâu chứ cô? Ngoài bánh nước hả? Không giống người vậy ta. Một người luôn gây chú ý. Chú có ăn bánh dày không chú? Chú có một bánh dày gì con? Bây giờ em nghĩ đó là bánh gì? Không biết. Anh nghĩ bánh dày á. Thôi giờ để trái. Ở đâu? Giờ chuẩn bị bước xuống cầu thang nè. Nhờ. Nè có chú ơi vậy. Nhờ ai đó đi. Chú ơi bánh dày ở đâu vậy chú? Chưa. À xuống cái chỗ mà mua bánh bèo hồi nãy á. Rồi đi thẳng. Chú là ở đây khó tìm. Chú, cái đó. Chuyện của làng. Chú ơi chú bán con bánh dày chú. Nhanh đi chú. Trời. Bán cho con trước nghe bên con tới trước. Cô đừng cho bên bỏ cô bên bỏ. Cô ơi cho con đây cái. Cầm đi. Bên đây lấy trước mà. Thôi đi thẳng luôn. Ê cho con hai ba cái bánh dày đó, cái gì cũng được. Cho chú dắt con lên dùm con nè. Bước lên. Rồi bước lên cái nữa. Rồi hết bước. Rồi đi thẳng luôn. Giờ nói tiếp nhau. Đi thẳng. Sắp tới cầu thang nói nha. Rồi bước lên luôn Long. Rồi đi tiếp. Giờ mình chạy luôn nha. Chạy đi. Không chạy được đâu. Trời không thấy đường.
sợ lắm. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Ôi, sung sướng quá đi, đồ ăn lại về nữa rồi. Cái bánh dày bánh gì? Bánh dày. Đâu? Bánh dày không? Đi tiếp đi, tiếp đi, tiếp ba, con hỏi ba. Ăn, ăn no, ăn không? Không, không, không ăn không. Bánh này là bánh, một là bánh là ba chìm, bảy nổi là bánh gì? Bánh nước, bánh nước. Bánh nước là anh. Im, im lặng, im lặng. Đúng rồi, gần tới rồi. Mà đi 15 bước nữa. Bye bye. Hey, bye bye. Bye bye nha. Bye, đi đây. Bíp, 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 bíp. 2, 1, 2, 1, 2. Bước đi chân. Bước đều chân. Chuẩn bị xuống cầu thang nha. Rồi, chú dắt tay nè. Chú biết bánh bánh một lọt ở đâu không chú? À, nhầm, bánh trôi nước ở đâu chú? À, đi qua bánh chạy nè, bánh chạy. Có bánh chạy Việt á. Chạy Việt á hả? Chạy Việt á. Dạ rồi, ok, ok. Cho qua. Con sắp tới chưa? Giờ để trái. Để trái. Rồi. Đây, đây, hay quá, tới rồi. Long, Long thưởng, bà thưởng con, Long ơi. Rồi, hay lắm. Món tiếp theo là ba chìm, bảy nổi là bánh gì? Bánh trôi nước, đi, 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 tiếp, tiếp. Bánh trôi nước. Rồi, bánh trôi nước ở đâu? Ê, lại cái vỏ nãy rồi. Phải. Bánh lọc nước. Thôi, đi qua luôn, đi qua luôn. Bánh trôi nước kìa. Cô, cho con một phần bánh trôi nước. Cô làm nhanh nhanh giùm con nha. Làm nhanh nhanh giùm con cô. Sắp tới cầu thang rồi, bước chậm thôi, bước chậm thôi. Long cẩn thận Long. Rồi cổng Long đi, là cổng. Ừ anh cổng vậy luôn đi. À, nặng quá. Thấy chưa? Tới rồi, tới rồi, tới rồi. À, xong Long. Lên lên lên. Vậy gì vậy? Sao không? Sao không? Không sao. Đâu? Đâu đâu. Đi đi. Rồi. Đây cầm đi, cầm đi, cầm đi. Quay lại, quay lại. Ý. Đau xin lỗi chú, xin lỗi chú. Dạ dạ. Ê cẩn thận đi từ từ. Anh nói là em đi từ từ mà đụng người ta đấy, có thân không? Ba trời ơi, có rồi. Ôi, ôi, ôi hay quá. Bánh gì nữa ba, bánh gì nữa? Đâu? Đó. Món cuối cùng là mỏng như tờ giấy, gói thịt bên trong là bánh gì? Còn 3 phút nữa. Bánh nước á. Bánh cuốn. Cuốn trộn 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 cuốn cuốn trộn được. Chứ là bánh cho nước ở đâu? Hỏi hỏi cái chỗ nãy mình mua. Cái chỗ nãy mình là ở đâu? Là ngay cái rạp đầu tiên bên tay phải. À đây 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 đây. Đây, đứng ngay đứng ngay. Ở đây có bánh cho nước không cô? Bánh quẹo quẹo trái. Đi thẳng. Rồi đứng yên đứng yên đứng yên. Tới rồi tới rồi. Cô ơi có bánh trôi nước cô. Để cho con một cái. Bánh trôi nước cô. Lẹ 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 lên nha cô. Càng nhanh càng tốt cô ơi. Dạ cảm ơn cô. Anh khen anh khen. Đâu. Rồi đường này đường này. Đi thẳng luôn đi thẳng luôn. Thẳng luôn thẳng luôn thẳng luôn. Đi chậm chậm thôi nè, mình vẫn đi nhanh chậm. Cô ta nè. Ồ bên này nhanh nhẹn rồi. Ê lần này không có chú bình tĩnh. Rồi hết rồi. Chú ơi, bánh cuốn ở đâu chú? Ở đây luôn hả? Ê dừng lại, cho con một cái bánh cuốn đi. Nhanh, nhanh, nhanh nhanh nha cô. Dạ bánh cuốn thịt đó cô. Dạ một cái thôi không? Một cái là nhanh mà cô cũng thôi, một cái, cầm cô vô cũng được đó. Không cần con, không đấy. Cần gì hết á cô. Dừng lại. Cái này còn cho có thôi. Em cầm vậy nó rớt á, em cầm vô cái cạnh đó. Không sao. Ê, rồi lỗi rồi. Đi 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 đi. Ê, có chừng có chừng. Chạy chạy. Ê stop stop stop. Rồi quẹo quẹo phải xíu. Rồi đi 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 đi. Thẳng thẳng thẳng. Qua phải xíu. Rồi rồi. 9 8 7 quẹo qua đây, quẹo qua trái trái trái. 5 đi thẳng đi thẳng. Trái 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 trái. 3 2 1 để xuống luôn. Thẳng. Stop trái. Trời ơi ngại quá đi à. Ngại quá. Trời, chưa thấy bánh nước luôn hả? Thời gian đã hết giờ. Hiện tại bây giờ thì bên đây là đội của Gia Khiêm. Bên đây 4 món. Bên này 3 món. Cho nên đội chiến thắng là đội của Gia Khiêm. Yeah. Được 2 huy hiệu. Đội Minh Khang chỉ được 1 huy hiệu.
Hồi nãy giờ ba thấy các con đi mua đồ ăn nè, đi và bịt mắt cũng cực khổ đó đúng không? Dạ. Cho nên đó là ba cũng có chuẩn bị những món ăn đặc sản tiếp đãi các con. Và bây giờ cho con chúng ta cùng nhau thưởng thức những món đặc sản. Đó chính là món chén không. Nè. Chứ con ăn gì? Cái răng này đúng không? Rồi. Kết thúc cái buổi từ sáng tới giờ đó, từ công viên qua tới Sexy Market này, thì đội của Gia Khiêm được 13 huy hiệu, đội Minh Khang được 10 huy hiệu, đội Gia Khiêm mình giành chiến thắng. Bữa nay làm việc cực khổ rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ăn cho đã đi. Ăn nào. Ăn đi. Biết sao không, bữa nay đi chơi với ba thì ba mới cho được con ăn, còn ba râu không cho con ăn đâu, mốt đừng chia ba râu đi nữa. Ok luôn.